Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 15 cây cần 2 khúc 3 khúc chất liệu là cần carbon. Giá mình báo trên video này là chưa bao gồm phí ship, ship code vẫn là 40.000 một đơn nha. Đây mình có tất cả là 15 cây mà mình xếp theo chiều dài và độ cứng nha các bạn, từ 1m8 cho đến là 3m5. Cái số 1 đầu tiên này, cái số 1 đầu tiên ở đây mình có là một cây cần 2 khúc, hàng này là của NET, hàng địa Nhật, dài là 1m8 2 khúc và độ cứng của nó là cứng từ 80 đến 100. Dòng này thích hợp cho khách nào câu bè, câu biển nha, câu biển, câu đáy. Phần gốc cần như thế này, gốc là chui, là chui gắn gỗ này, tay cầm là cán bút xốp. Bát của nó là bát Fuji FBS22, bát vặn. Khoen Fuji đã xám, có vòng sứ dạ quang, cây này thì còn rất là sáng đẹp nha. Ngoại hình thì cây này sờn xước ít, ngoại hình còn khá là mới. Độ mới cây này mới tầm khoảng 75-80%, cây này mới tầm khoảng 75% các bạn. Dài là 1m8, cứng 80-100, ngọn này mình đo được là 2.79 là 2.8 ly. Có tất cả là 2, 4, 6, 8 khoen bao gồm cả đầu bô. Đây, ngọn như này. Cái này thích hợp cho khách nào câu ngâm, câu lăn xê hoặc câu đáy nha. Dài 1m8 2 khúc, cái này cái số 1 nặng là 260g. Cái này có giá là 900.000. Cái số 1 giá 900. Tiếp theo là cái số 2. Số 2 ở đây mình có là một cây hiệu Suzumi. Cái này là cây Suzumi hàng Kora xuất Nhật. Cây này là dài 2m. Độ cứng ở đây cứng tầm khoảng 60-80. Phần chui của nó như thế này. Chui này là chui cán mút xốp. Phần gốc ở đây có sờn xước nhỏ như này. Gốc có sờn xước nhỏ như này. Có tróc sờn ở phần gốc này các bạn. Bát của nó là bát Fuji tem vàng, bát vặn. Khoen là khoen Fuji là sứ đen. Dài là 2m, có 2, 4, 6, 8, 8 khoen, 9 khoen bao gồm cả đầu vuông. Ngọn khá là cứng. Độ cứng ở đây cứng tầm khoảng 60-80. Dòng này thì câu ngâm. Nói chung là dòng này cho khách nào câu bè, câu cano, câu ngâm, câu cá lớn. Ngọn này mình đo được là 2.27 ly. Đây, ngọn đó là dạng ngọn tháp như này. Ngọn cứng nha. Dài là 2m 2 khúc. Câu ngâm câu đáy, cây này là cây số 2. Nặng là 220g, cây này có giá là 900.000. Ngoại hình thì có sờn xước nhỏ như này. Ngoại hình thì cây này cũng còn khá là đẹp, chỉ có sờn xước cái phần giống gốc thôi các bạn. Các giống khác cũng còn khá là sáng. Cây số 2 giá 900, tiếp theo là cây số 3. Số 3 ở đây mình có là một cây hiệu Ryobi. Cây này là cây Ryobi, dài là 2m1, độ cứng 80. Cây này được sản xuất ở Kora nha. Dài 2m1, cứng 80, tay cầm của nó tay cầm các mút xốp như thế này. Bát này là bát Fuji DBS bát vặn. Khoen Fuji loại sứ đen. Dài là 2m1, cứng 80. Ngọn đó là dài ngọn tháp nha. Cây này thì có 2, 4, 6, 8, 9 khoen bô gồm cả đầu bô. Đây, ngọn cứng như thế này. Đây thì cong nhẹ phần đầu ngọn thôi. Ngọn đó là dài ngọn tháp. Ngọn này mình đo được là 2.3 ly các bạn. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Ngoại hình thì cái này cũng còn khá là sáng đẹp, sờn xước ít. Đây, có tróc sơn nhẹ đây. Cái này là cây số 3. Cây số 3 này nặng 240g, cây này có giá là 950.000. Ngoại hình tổng thể này. Dòng này câu tra hoặc là câu bè, câu cano, câu biển. Tiếp theo là cái số 4. Số 4 ở đây mình có là một cây hiệu của Alpha Tucker. Cây này là cây Alpha Tucker hàng Kora xuất Nhật. Dài là 2m4, độ cứng này cứng tầm khoảng 20-30 các bạn. Dòng này dòng cần dẻo. Cây này thích hợp cho khách nào câu bè, câu sông hoặc là câu cảm giác, hoặc là câu giò, câu bóng đục. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Dài 2m4 2 khúc. Tay cầm của nó là tay cầm cán mút xốp. Phần gốc như thế này. Bát của nó là bát Fuji DBS bát vặn. Khoen Fuji là sứ đen. Cây này là dài 2m4, có 2, 4, 6, 8, 10, 11 khoen bao gồm cả đầu bô. Ngoại hình thì cây này còn rất là sáng. Ngoại hình thì cây này còn rất là sáng đẹp, sờn xước ít. Sản xuất Kora nha. Ở trên này là khoen, còn là dạng khoen một chân. Ngọn dẻo. Độ cứng cái này cứng tầm khoảng 20-30. Ngọn này mình đo được là 2 ly.
Cái này còn ngọn, nó là dạng ngọn tháp như thế này. Tay ngọn rất là dẻo, cứng tầm khoảng 20 đến 30. Câu cảm giác câu bè cho thích hợp cho khách nào câu câu cá nhỏ, câu rô, câu phi và câu giò, câu bóng đục. Ngoại hình thì còn rất là mới, độ mới cái này mới tầm khoảng 80-85%, chung là không có trầy xước gì hết, còn rất là đẹp nha. Cái là cây số 4 nặng 240g, cái này có giá là 900.000. Cái là cây số 5. Số 5 ở đây mình có là một cây hàng nội địa. Cái này là cây cần hàng nội địa Nhật, dài là 24. Dài là 24 và có hai giống. Độ cứng nó đi. Cái này độ cứng nó là cứng từ 30 đến 50, thích hợp cho cách nào câu sông, câu chép. Ngoại hình tổng thể này, phần gốc này, chui gắn gỗ, tay cầm được quấn nhựa như thế này. Bát còn là bát Fuji tem vàng, FPS 24 bát vặn. Khoen Fuji là sứ đen. Khoen Fuji sứ đen như thế này. Cái này thì ngọn nó cũng là dạng ngọn tháp nha các bạn, tháp sợi thủy tinh. Dài là 2m4, có 2, 4, 6, 8, 9 khoen bao gồm cả đầu bung. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Dài là 2m4 2 khúc, hàng của xanh qua. Mình nhập hàng của nội địa Nhật, cái này khác, cái này không phải là nhập xanh qua. Hàng nội địa Nhật. Ngọn này mình đo được là 1. Cái này chặt quá. Ngọn này ngọn 2 ly mấy. Ngọn này là ngọn 1.8 ly. Ngọn và ngọn tháp nha. Và ngọn tháp. Công nhẹ bằng đồ ngọn. Cái này thì thích hợp cho khách nào câu sông, câu rô, câu phi, câu chép. Có sờ xước nhỏ như này. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70%. Chỉ là cái chỉ, cái phần chỉ này nó màu nâu nên nhìn nó không được sáng gần các bạn. Cái này cái số 5 nặng là 300g, cái này có giá là 700.000. Số 5 giá 700. Tiếp theo là cái cần số 6. Số 6 đây mình có là cây hiệu Ryobi. Cái này là cây Ryobi. Dòng này là dòng Procession, dài là 2m4, cứng, độ cứng là cứng từ 60 đến 80. Cái này cứng tầm khoảng 60, hai khúc như thế này. Độ cứng cái này cứng tầm khoảng 60, còn tay cầm của nó tay cầm cao su các bạn, tay cầm bằng cao su. Gốc cần như thế này. Có sờn xước nhẹ phần giống gốc. Bát còn là bát Fuji DBSS bằng. Khoen Fuji là đã sạch. Dài là 2m4, 2 khúc, cứng 60. Cây này có 2, 4, 6, 8, 10 khoen, 11 khoen mua gồm cả đầu buông. 2, 4, 6, 8, 10, 11 khoen mua gồm cả đầu buông. Ngoại hình tổng thể của nó như này. Ngoại hình thì cái này cũng còn tương đối sáng. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70%. Buông là dạng buông full xích nha. Alo là alo full xích. Ngọn tháp. Ngọn này mình đo được là 2.2 ly. Phần ngọn nó như này. Độ cứng cái này cứng tầm khoảng 60. Dài là 2m4 2 khúc. Có sờn xước ở đây. Nói chung là sờn xước nhưng mà sờn xước nhỏ nhỏ thôi các bạn. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Cái này là cây số 6. Cây này nặng là 340g. Cây này có giá là 1.050.000. Tiếp theo cây số 7. Số 7 đây mình có cây này là của hàng xanh qua. Cây này cây xanh qua dài 2m4, cứng 80, dòng khoen biển. Cây này thì thích hợp cho khách nào câu tra hoặc câu biển nha. Cây này thì cần ghi độ cứng là thông số 80 nhưng mà ngọn rất là cứng các bạn. Ngọn nó cứng hơn 80 nha. Ngoại hình tổng thể của nó này. Khoen Fuji biển có vòng số dạ quang. Khoen rất là đẹp. Bát còn là bát Fuji FPS 22 bát vặn. Cái này thì có 2, 4, 6, 7 khoen bao gồm cả đầu buông. Phần tay cầm này, chua là chua cán gỗ. Ngoại hình thì cái này còn rất là sáng đẹp. Độ mới cái này mới tầm khoảng 75%. Có sờn xước ở đây. Ngọn lớn. Ngọn này mình đo được là ngọn 4 ly. Cái này thích hợp cho khách nào câu tra, săn cá lớn. Rất là cứng nha. Câu tra, câu trống, câu cá lớn nha các bạn. Hoặc là câu biển. Dòng này là chuyên đánh biển. Có sờn xước nhỏ.
dài là 2m4 hai khúc. Cái này là cái số 7, nặng là 400g, cây này có giá là 1.350.000, còn rất là đẹp nha các bạn. Tiếp theo là cây số 8. Số 8 ở đây mình có cái này là của hàng nội địa Nhật. Cái này là cây nội địa dài là 2m55 hai khúc. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Tay cầm của nó là tay cầm cái mút xốp, bát này là bát Fuji tem vàng FBSD 24, khoen Fuji là đã xanh. Cái này là dài là 2m55, có 2, 4, 6, 8, 10, 11 khoen vô cùng cả đầu bu. Màu của nó là dạng màu đỏ rượu như thế này. Đây, ngoại hình thì có sờn xúc nhỏ nhỏ như thế này. Có sờn xúc nhỏ 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 như thế này các bạn. Cái này thì cái phần keo nè, phần này là phần keo quấn, nó chỉ ở trên nó bị kiểu nó bị bong ra đó, nó kiểu nó nứt, bị nứt keo thì nói chung là nó chỉ nứt cái keo bên ngoài thôi, nứt cái keo bên ngoài nhưng mà nó cứng nha các bạn. Dầu cần bãi thì nó hay bị nứt keo nha, nhưng mà nó cứng chứ nó không có ảnh hưởng gì tới cần hết. Cái keo này nó nứt, nó nhìn nó không có được đẹp, không được láng, không có được sáng cái cần thôi, nhưng mà câu kéo của nó là mình ok, không ảnh hưởng gì. Alo của nó là alo full set ngọn tháp, cái này ngọn nó là dạng ngọn tháp lớn nên cần cứng nha. Ngọn này mình đo được là 269 đi. Cái này thì ngọn tháp nhưng mà dạng ngọn tháp lớn, mà tháp 270 ly là khá là lớn nha. Đây, ngọn rất là cứng. Cái này thì thích hợp cho khách nào câu cá lớn. Độ cứng này cứng tầm khoảng 80. Ngoài hình tổng thể như này. Có sờn xước nhỏ 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 như này. Sờn này. Có sờn xước như này. Hai màu địa Nhật. Khoen đề ba của nó và alo của nó là full ship. Khoen đề ba full ship, alo full ship, các khoen còn lại là khoen Fuji đã xanh. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Cái này là cây số 8, nặng là 360g, cây này giá là 1.150.000. Tiếp theo là cây số 9. Số 9 ở đây mình có là dòng này là dòng Daiwa Kenzaki. Daiwa Kenzaki dài là 2m7, cứng 50 hai khúc. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này các bạn. Tay cầm này, tay cầm là tay cầm ngắn gỗ. Bát này là bát Fuji FPS D22. Khoen là khoen Fuji đá xám, có vòng sứ dạ quang như thế này. Cái này là dài 2m7, cứng 50, có 2, 4, 6, 8, 8 khoen mô cùng ở đầu bút. Ngoại hình tổng thể của nó này. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70%, có trầy xước nha. Da 2m7, cứng 50. Ngọn này mình đo được là ngọn 3 ly. Ngọn 3 ly nha. Cứng 50. Câu lăng xê được nha các bạn. Câu lăng xê, câu xong, câu ngâm được. Dòng Daiwa Kenzaki. Ngoại hình thì có sờn xước nhẹ. Có sờn xước nha, sờn là logo này, có sờn xước nhỏ nhỏ nha. Da 2m7, cứng 50, hàng Daiwa Kenzaki. Cây số 9, nặng 400g, cây này có giá là 1.200.000. Tiếp theo là cái cần số 10. Số 10 đây mình có là một cái cần câu biển đời cao. Cái này là dòng đời cao các bạn, tay cầm của nó là tay cầm cán dịp. Dòng này câu biển hoặc câu cá lớn. Đây, cái này là của hiệu, cái này là cây của hiệu Suzumi. Cái này là một cây của hàng Suzumi nha, Suzumi hàng Kura xuất Nhật. Dài là 2m7, chất của nó là chất carbon xoắn ít hai da. Phần gốc của nó này
Cái này là dòng đề cao, phần cán là dạng cán dẹp như thế này các bạn. Cán dẹp như thế này, cầm rất là chắc tay nha. Đó. Phần gốc của nó sờn, có sờn xước nhỏ nhỏ, sờn xước này. Kiểu sờn xước phần gốc này. Đó. Sờn xước phần gốc như thế này. Bát của nó là bát đề cao, bát vặn. Khoe này là khoe Fuji là đại xanh. Dài là 2m7, có tất cả là 2, 4, 6, 8, 10, 12 khoe mô và đầu bút. Ngọn nó là dạng ngọn tháp. Đây, ngọn tháp như thế này. Alo là alo Fuji. Ngọn này mình đo được là 2.2 ly. Độ cứng cái này cứng tầm khoảng 80 nha. Dài là 2m7. Hàng của Suzumi, dòng đề cao. Cái này thì có sờn xước nhỏ nhỏ như này. Đây sờn xước nhỏ nha. Dòng là dòng Multimed, là dòng dòng sắc ít đó các bạn. Cái này chủ yếu sờn xước cái phần nhiều nhất là phần giống gốc tay cầm này, phần tay cầm ở đây. Cái này cái số 10 nặng 360g, cái này có giá là 1.450.000 nha. 1.450.000. Số 11, 11 ở đây mình có là một cái hiệu Shimano. Cái này là cây Shimano, dòng này là dòng Shimano X-Line, dòng 2 power X. Chất của nó là chất carbon xuyên X 2 da. Cái này là dài dài là 3m và có 3 giống, có 3 khúc. Dài 3m có 3 khúc và ngọn của nó là ngọn H. H là cứng từ 60 đến 80. Đây, ngoại hình tổng thể của nó này. Chui là chui cán mút xốp, gốc này. Gốc có sợi xước nhỏ nhỏ như đây, gốc có trầy xước như này. Bên này có một vết tróc sơn. Đây tróc sơn rồi đây. Tróc sơn như thế này. Bát của nó là bát đề cao, bát vặn của Fuji. Khoe là khoe Fuji là đã xanh. Cái này là dài 3m 3 khúc và có tất cả là 2, 4, 6, 8, 10, 12 khoe mô và đầu bô. Chất carbon xoắn nhất 2 da từ gốc đến ngọn. Ngọn nó là dạng ngọn tháp. Alo này là alo, alo này là alo Fuji nha. Alo Fuji nha. Cái này thì ngọn nó khá là mảnh. Ngọn này mình đo được là 1.77. 1.77 ly. Đồ cứng này cứng tầm khoảng 30 các bạn. Ngọn dẻo nha. Dài là 3m 3 khúc. Ngoài hình thì cái này có sờn xước. Có sơn xước nhỏ nhỏ cái phần này. Đây. Đây có vết này là vết trại gì đáng chú ý nhất này. Tróc sơn này. Dài 3m 3 khúc. Độ cứng này cứng là khoảng 30 không? Dài 3m 3 khúc, nặng là 300g. Cây này có giá là 1.3 triệu nha. Dòng này thích hợp cho khách nào câu chép, câu xong. Tiếp theo cây số 12. 12 đây mình có làm cây hiệu Suzumi. Cái này là cây Suzumi, dài là 3m cứng 50. Hàng Cora xuất Nhật, dòng đề cao. Màu trắng như thế này. Ngoại hình thì cây này còn rất là đẹp. Chất của nó, chất của nó là chất carbon xoắn nhít 2 da nha. Dòng Multimed là chất carbon xoắn nhít 2 da như thế này các bạn. Đây. Xoắn và có nổi gân như thế này. Nhìn ở đây sẽ thấy rõ hơn, nổi gân như thế này. Cái này là dài 3m và độ cứng là cứng 50, dòng đề cao. Đây cầm. Thì cầm cái góc tròn như thế này, dòng Holderbond. Bát còn là bát đề cao, bát vặn nha. Bát vặn. Còn gốc này. Ngoài hơn thì cây này còn rất là đẹp các bạn. Độ mới cái này mới là khoảng 75-80%. Khoen của nó là khoen Fuji đá xanh. Dài là 3m, cứng 50, có 2, 4, 6, 8, 9 khoen buồn và đầu bô. Ngoại hình thì còn rất là sáng đẹp. Độ mới với tầm khoảng 75-80%, trầy xước ít. Có sờn xước nhẹ phần đầu giống. Dài 3m, cứng 50.
Ngọn này mình đo được là 268 và còn 270 ly. Còn ngọn nó như này. Cây này là cây số 12. Cây số 12 này nặng là 400g, cây này giá 1,5 triệu. Tiếp theo là cây số 13, 13 đây mình có là một cây hiệu đây qua. Cái này là cây đai hoa dòng 3 mét, carbon sticker là chất carbon sẽ hết hai da từ gốc đến ngọn luôn. Cây này xoắn từ gốc đến ngọn nha, xoắn rất là đẹp. Da là 3 mét 3 và độ cứng là cứng 30. Dòng này câu sông câu chép chua như thế này. Đây, gốc carbon sang ít như thế này. Bát là bát đời cao, bát vặn. Khoen là khoen Fuji là đã xanh. Đây, phần bát có sờn xước. Cái này là tróc sơn này. Khoen Fuji là đã xanh. Cái này dài 3m3, cứng 30, có 2, 4, 6, 8, 10 khoen mô vùng và đầu bô. Ngoài hình như thế này. Đây, mình quay giống gốc trước. Ngoại hình thì cái này cũng còn rất là sáng nha. Có sờn xước nhỏ đây. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70-75%. Alo, đó là Alo Fuxit. Ngọn này ngọn dẻo. Cứng 30. Ngọn này mình đo được là ngọn 2 ly. Cái này thích hợp cho khách nào câu chép câu xong. Câu cảm giác ngọn rất là nhạy, dẻo nha. Cái này là cây số 13. Cái số 13 này nặng là 400g, cây này có giá 1,4 triệu. Tiếp theo là cây cần số 14. 14 ở đây mình có, cây này là cây dòng 2 carbon rút, là chất carbon đời cao, dòng là dòng nội địa Nhật. Tên của nó là dòng 2 carbon rút, hàng nội địa. Cái này dài 3m3, độ cứng 80. Cái này thì giá nguyên hộp của nó là dòng này là giá nguyên hộp mà dài... mình có cây là dài 3m, cứng 50, giá nó là 21.000 yên, tầm 5 triệu mấy nha. Dòng này hàng nội địa nó cũng khá là mắc nha các bạn, chứ nó không phải là rẻ nha. Phần chua của nó như thế này, gốc này, gốc được sơn nhám. Bát của nó là bát Fuji, tem vàng. Khoen là khoen Fuji loại sứ đen. Cây này là dài 3m3, cứng 80, có 2, 4, 6, 8, 10 khoen bao gồm cả đầu bô. Ngoại hình thì cũng còn rất là sáng đẹp. Cái này thì ngoại hình sờ xước ít. Độ mới cái này mới tầm khoảng 75-80%. Trầy xước nhẹ. Ngọn này mình đo được là 3.3 lên. Cứng 80. Còn ngọn như này. Ngoại hình tổng thể như thế này ạ, rất là đẹp nha, trầy xước ít thôi. Độ mới cái này mới tầm khoảng 75%, trầy xước ít. Hàng nội địa Nhật, cây số 14, nặng là 390g. Cây này giá là 1.200.000. Cây cuối cùng, cây số 15. 15 ở đây mình có là một cây của hàng Specialist. Đây, cây 15. 15 ở đây mình có là một cây hiệu Specialist. Dòng này là dòng Super Premium, hàng địa Nhật, dài là 3m5, cứng 80, chất carbon xuyến hai da. Carbon xuyến hai da như thế này. Dài là 3m5, cứng 80. Cái này thì có 3 khúc nha. Tay cầm của nó, tay cầm cái mốt sóc. Phần ống cần, gốc cần như thế này. Bát của nó là Fuji DBS, khoen Fuji là đá xanh. À, sứ đen, khoen Fuji sứ đen. Cái này thì dài 3m5, có 2, 4, 6, 8, 10, 12 khoen mua cùng cả đầu bô. Ngoại hình thì còn rất là mới. Độ mới cái này mới tầm khoảng 80%. Đây. Ngoại hình rất là sáng đẹp. Ngọn này mình đo được là 2.66 ly. Tại vì hàng đa phần là mình lựa hết rồi các bạn. Cây nào xấu quá thì mình sẽ xả riêng nha. Nên là có nhiều khách vào cứ bảo hàng mắc hàng rẻ. Các bạn muốn mua hàng rẻ thì cứ đợi tới lô thanh lý sở kho. Sở kho giá cực kỳ rẻ. Còn tiền nào thì của nấy thôi. Cây này là cây cuối cùng.
Cây cuối cùng này là cây số 15. Cây số 15 này nặng 400g, cây này giá 1,5 triệu. Cây này là dài 3,5 m, cứng 80, nhưng mà ngọn nó cứng tầm khoảng 50 thôi ạ. Đây, ngọn khá là dẻo. Cây cuối cùng giá 1,5 triệu. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 15 cây cần 2 khúc, 3 khúc, chất liệu carbon. Các bạn lấy cái nào thì comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số là 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.